làm nhanh thôi, mau mau không sắp muộn rồi. Làm không xong là về gì quật cho nát mông. Nhìn chị đây, tôm cua một đống rồi này. Vào đây đê, làm xong rồi ta sẽ về. Chị đi mà bắt cá, em đây đang bận tập gym. Mà tóc chị sao thế, trông lấm lem mệt rồi. Chị mau hụp xuống nước, rũ tóc cho sạch rồi lên. Kéo không về mẹ mắng, ai à chị à. Bye bye em về nha. Thiên linh linh ơ địa linh linh, trong mặt xinh xinh sao khóc một mình. Hello ta tên Đường Tăng, đang đi về Tây Thiên với ba đồ đệ. Không biết cô đây nhà nơi đâu, cô còn cơm chay xin hãy thương tình. Tối đây đã mấy ngày chưa ăn, bây giờ đói quá không làm được gì. Mày không thoát được đồ con trai Tubi. À mà thôi. Cần thiết tiết đến giờ ra trừ chơi 3 điểm. Mấy trong tuần rồi cứ suốt ngày phải nhắc. Trình bày thì lên phương ở đây không được. Thắc mắc cậu đang ăn mặc đối phó. Thế khăn đỏ đâu? Tóc tai vuốt vuốt các thứ trông như trẻ trâu. Từ nay mà về sau tôi còn thấy nữa nhá. Lớp này còn vào cuối tháng thi đua hạng C luôn nhá. Này anh người yêu ơi, bé muốn đi un tà tua. Chờ nọc xong nạ. Ai ạ em à. Thật sao mà nâu thế, yêu em nhiều không? Tại cho hỏi như thế, yêu bé nhất trên đời. Tiến sư cai bọn tiên, suốt năm qua giao hàng liên miên, bây giờ Tết đến vẫn cứ giao hàng. Lễ văn lương lên tận khấm thiên, xong về đông anh ship sao mà kịp. Anh ơi anh đừng bỏ xin anh, dù xa em đây cũng không ngại ngần. Bao lâu em hít bụi thấy cơm giao hàng khắp nơi trai mặt ngoài đường. Ở nơi đây là kiểu mình tổng kết lại 2019 ấy, những cái trend hay là những cái nhân vật tiêu biểu mà mình đã làm trong suốt cả năm qua. Thì hôm nay là một ngày kiểu rất là đặc biệt ấy, vì ở đây cũng có kiểu hầu như là tất cả các diễn viên và còn có cả các anh em trong ekip, những người luôn đứng sau ấy và cũng đóng góp rất lớn vào sự thành công của các clip. Thì mình xin giới thiệu một chút, thì ở đây mình có anh Thắng đạo diễn. Yo! Anh Minh sản xuất. Yo! Huy quay phim giơ tay lên này. Yo! Ngoài ra hôm nay mình có hai khách mời rất là đặc biệt, đó là những cái người mà kiểu mọi người mới chỉ được nghe thấy giọng ấy chứ chưa từng được nhìn thấy mặt, đó chính là Thảo Linh. Này anh yêu em muốn un ta tưa. Và đây Huy. Bây giờ bà là người đẹp nhất trên thế gian. Ok. Yo! Thì đây là gọi là giọng nam và giọng nữ ở trong các clip của mình. Ngoài ra hôm nay ở đây mình có rất là nhiều những cái gương mặt mà kiểu rất là quen mặt ấy, bởi vì xuất hiện rất là nhiều trong clip. Thì hôm nay chúng mình ở đây thì chúng mình cũng muốn gọi là gửi lời cảm ơn tới các hê và tới tất cả mọi người vì đã ủng hộ sản phẩm của chúng mình trong suốt cả năm vừa qua. Anh em ơi! 1, 2